Chúng ta chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Đây là
đầu tiên của giải anh tài hội vật truyền thống làng Vân Phúc 2023 giữa hai đô Nguyễn Văn Xưởng của Ấn Định và đô Nguyễn Tất Lộc của Đại học Thủ Thao Từ Sơn. Hai đô đều là hai thượng tướng hạng trên 87 kg. Nguyễn Văn Xưởng có lên nặng 108 kg, Nguyễn Tất Lộc của Thể Thao nặng 89 kg. Thứ nhất của giải tài đô Nguyễn Văn Xưởng đến số đông nhất thắng. Mời các đô vào
theo thôi.